Dạ. Thưa sư phụ, tiếp theo là một thể nghiệm của đồng tu đến từ Hà Nội ạ. Hà Nội đâu? Ra coi đi bác. Đi cô hay là bác hay là gì? Cô hả? Con trẻ hả? Dạ, cô chia sẻ là con cảm nhận được bầu từ trường rất tốt từ khi sư phụ đến tham dự kỳ thiền thất này. Ngay đêm đầu tiên con ngồi thiền thì thấy hóa thân của sư phụ, rồi có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người con xin cảm tạ sư phụ rất nhiều ạ. Không có chi. Đừng khách sáo làm gì. Người nhà với nhau cả. Không cần phải cảm ơn. Dạ. Thể nghiệm của đồng tu đến từ Huế ạ. Đứng xa một chút xíu. Ok. Dạ, đồng tu chia sẻ là khi con tập trung vào mắt trí huệ thì từ đại điện phát ra một luồng ánh sáng rất mạnh, và sau đó thì con tiếp tục tập trung thì từ cái nguồn sáng này sư phụ đi ra rồi mỉm cười với con. Sau đó sư phụ đi thẳng vào mắt trí huệ của con. Lúc đó mắt con tự động mở ra. Khi đó con nhìn xung quanh đạo tràng thì con cũng thấy có 1 đến 3 người cũng phát ra ánh sáng ạ. Câu hỏi của con là khi con còn phục vụ ở Loving Heart, ngày đó con ngồi thiền một mình thì con thấy rất là nhiều người vô hình đang ngồi thiền với con. Linh hồn của họ rất là sáng và họ đi lại rất là trật tự, thưa sư phụ. Họ không làm con sợ. Khi con nghĩ là con muốn đi ngủ thì họ lại nhẹ nhàng đi ra. Con muốn hỏi là họ từ đâu đến và tại sao họ lại ngồi thiền cùng con. Con xin cảm ơn sư phụ. Bạn bè với nhau hỏi gì nữa hả? Người ta đến để mà người ta ủng hộ cho cô. Biết rồi, khổ lắm, hỏi mãi. Tại sao mà người nhiều như vậy mà chỉ có 2-3 người phát quang thôi? Tệ quá. Thôi được rồi, về ngồi thêm. Cảm ơn nha. Còn không? Dạ, dạ còn tin vui thưa sư phụ của đồng tu đến từ Nha Trang ạ. Dạ, đồng tu đến từ Sài Gòn. À, ai đâu nữa? Sài Gòn đâu? Đâu? Trộn mất tiêu rồi. À, 2 người đây hả? Đàn bà hết hả? Ok. À, được rồi. Okay. Đứng đứng chính giữa chút để đừng có che mấy người đằng sau. Đứng chính giữa. Thôi được rồi, nói đi. Dạ, con xin được kể thể nghiệm là cha của con theo đạo Thiên Chúa. Con 2 lần thấy sư phụ là Chúa Giêsu. Sư phụ ngồi giữa không trung và có hào quang lớn bao quanh ngài. Bên phải của ngài là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái thì có một vị Phật. Dưới chân sư phụ là các vị chư Phật ngồi rất là trang nghiêm. Có Chúa Giêsu, Khổng Tử, Lão Tử nữa thưa sư phụ. Rồi con thấy ngài hiện thân là mẹ Diêu Trì Kim Mẫu đứng trên núi hào quang sáng chói ạ. Dạ hết thưa sư Hả? Hai người hai giống nhau hả? Dạ đồng tu đó là tin vui thưa Con sư phụ. à, tin vui rồi. Dạ con xin kính chào sư phụ. À, chào. Năm 2018 có được diện kiến sư phụ với Biết Bát rồi, Quán ạ. biết Dạ. rồi. Vừa qua con có đi một số tỉnh ở vùng cao và con cũng có làm một số việc thiện nguyện thì cũng được các báo chí họ truyền thông khắp nước và được đăng hình hình ảnh của sư phụ và khắc bảng vàng tên sư phụ trước một cái nhà văn hóa ngay chỗ tỉnh Thái Nguyên, và đó là một cái nôi của tất cả những nhân vật lịch sử thời kháng chiến. Thank you. Dạ, con Thank cảm ơn you sư. the government. Nói cảm ơn quý đồng chí chính phủ á. Dạ, và con xin phép nói thêm là hơn 60 các tướng tá của Việt Nam đồng tham dự trong ngày khai trương khánh thành nhà văn hóa của xã Định Biên, và họ đồng viết thư cảm ơn sư phụ và một bác con xin để trình sư phụ cái tên sau. Họ đã đứng ra gần 70 tướng tá và đồng cảm ơn tấm lòng như biển lớn của sư phụ. Con có mang qua tài liệu và báo chí cho sư phụ xem ạ. Đem đây. Dạ, con cảm ơn. Bác
Bác gì quên rồi. Có đến không? Bác Ngọc Quán. À, bác có đến không? Lớn tuổi đi qua không được hả? À, có bệnh hoạn gì không mà đi không được? Bệnh hoạn gì hết, mỗi ngày bác đi tới 10 cây số. Ờ, tại sao qua đây không được? Bận rộn hả? Ở đây ha, bên ban làm việc nói là trên 72 tuổi là không được đi. Tầm 7. Dạ. Yeah. Tùy theo người chứ gì trên 72 tuổi không được đi, ai nói đâu. Vé thứ 3 lần rồi. Ôi giời ơi. Thôi biển hôm qua bây giờ đi. Nếu được không? Thôi qua kịp không? Dạ được, ông làm visa rồi hết. Rồi rồi rồi, đem qua liền đi bây giờ đi. Ê, giữ cái chuẩn với nạn hân khoai cua lại thì mình giao chê thà. Nói với ban làm việc đó mà kiểm soát mình đó, kiểm soát giấy tờ mình mới đi, không phải kiểm soát mình đó. Coi ID của mình đó, nói họ chừng nào ông qua nói vé máy bay số mấy, đặng ta đi người ta đón nha. Ok, rồi là. Trong máy điện thoại cái gì? Nói với ai? Cầm điện thoại qua nhưng mà để bên đằng ban. À hiểu rồi. À đi giờ đi ra lấy đi. Ra lấy đem vô đây đi. À không thôi được rồi. Biểu mấy cái người đó sang qua cho cái làm thành một cái USB cho sư phụ á. Okay? Ok. Rồi chừng nào sư phụ rảnh sư phụ coi. Có cần gấp gì? Cần gấp coi không? À, không gấp hả? À, gia đình bình yên hả? Con cái mạnh giỏi hả? À, xong từ hồi tháng 8 năm. À vậy hả? Dạ, ok. 72 tuổi mà người nào bệnh hoạn đó mà sợ qua đây chịu không nổi. À, chứ người nào mạnh khỏe, người ta không có cái gì hết, người ta làm việc mỗi ngày thường đó thì thân thể họ nó ở đây mình bây giờ mình có cái nhà cho mấy người mà người già cả ở đó mà. Ok. Qua được chứ tại mấy người nó lo quá. Nhưng nhiều khi bệnh hoạn qua đây không có chỗ mà cho họ nghỉ ngơi á. Với lại qua đây để ngồi thiền lâu mà nếu mà bệnh thì ngồi không có được nhiều á. Thì qua nó cũng không có lợi gì bao nhiêu. Với lại bệnh hoạn thân thể không có được, không có được cái gì? Su phụ cho mà chẳng á. Quên đi mình, Korean. Su phụ chung với Việt Nam cho mấy chẳng. À không được thoải mái, thân thể không có được, cảm thấy không được thoải mái, hiểu không? Thành ra những người nào mà quá tuổi rồi thường thường họ bệnh hoạn, thành nó làm thành một cái dù che hết vậy mà, hiểu chưa? Nhưng mà phải coi từng người chứ hả? Này, nói là không, bác thân thể rất là mạnh, bác chạy bộ một ngày 500 cây số. Cộng sản thứ gốc mà làm gì mà đau, hiểu không? À, làm việc từ hồi nhỏ tới lớn, huấn luyện rồi. Thôi được, cảm ơn nha. Cái này là cái gì đây, của ai đây? 60 tướng tá hả? Cảm ơn hả? À vậy hả? À, trời ơi. Sao mà tốt quá vậy? Bác nè. Có tên không? Dạ có tên trong này. Họ có làm phim tài liệu ca ngợi đoàn thể mình rất là tốt. Có hả? À? À, thôi cảm ơn nhiều nha. À, mình cũng sắp làm cái chương trình cho Việt Nam đó. Nhưng mà tại cái chữ V đó nó ở dưới cùng. Thành ra những cái nước kia lên trước á. Ví dụ nước Áo thấy không? Australia lên trước không? Australia này kia lên trước. Belgium, ví dụ cái gì mà B ấy, từ A, B, C biết không? Thành ra cái Việt Nam, nước Việt Nam, ca ngợi Việt Nam còn xuống ở dưới lắm. Đợi lâu lắm, đợi lâu lắm. Ai biểu cái tên chữ V làm gì? À. À, Âu Lạc chứ hồi rồi đúng nói rồi, phải không? Tôi đổi tên Âu Lạc, mai mốt còn lên chút nữa. À. Thấy không? Lên thấy không? Từ ngày sư phụ kêu cái nước Việt mình là Âu Lạc á, đúng là Âu ca lạc nghiệp phải không? Đi qua này trời bận đồ áo lông mà lông giả nữa. À, đúng là mấy đồng chí thứ thiệt á, phải không? Như vậy mới đúng rồi, đồng chí thứ thiệt. À, mạnh giỏi, tự do, hạnh phúc. Ok hả? Rồi về nói cảm ơn bác nào đâu để rồi. À, bác này để đại diện hả? Ủa, đại tá hả? Wow, cái chữ này là cái nghĩa gì? Dạ là phó giáo sư tiến sĩ. Rồi cái chữ đây? Ở trong thư có diễn giải. À, có giải hả? À rồi, cảm ơn nha. Bác này viết thơ để đại diện mọi người ha. Rồi sư phụ cũng cảm ơn. Thôi để sư phụ viết thơ trả lời nha. Nhưng rảnh mới viết thơ trả lời nha, chưa rảnh hay không?
Ở đây không có người Việt nào viết giùm tôi hết, tôi phải mò từ điển. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn. Vì cảm ơn quý vị trước nha. Rồi chừng nào sư phụ rảnh, sư phụ viết thơ. Hồi. Wow. 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 Viết thơ sao giống đồng tu quá vậy? Hả? Không biết sư phụ vô vàn kính yêu nữa. Tại có mấy người này làm qua bên đó ép người ta hay sao vậy? Hả? Quý vị ỷ đông rồi ép một hai người chính phủ viết thơ giống quý vị y như vậy đó hả? Ép người ta hả? Ỷ đông rồi ép mấy người đó hả? Ép chính phủ hả? Ép một hai người mà đơn độc đó, bắt viết thơ mà giống y như quý vị kiểu này vậy hả? Hay là quý vị viết dùm rồi cái bịt mắt ta lại biểu ta ký tên à? Sao mà giống đọc thấy rất là cái gì familiar, rất là quen thuộc á. Giống y như quý vị viết thơ cho tôi. Thôi được rồi, cảm ơn quý vị đã hết lòng tu hành hả? Rồi giúp đỡ đồng bào, giúp đỡ quốc gia, ủng hộ chính phủ, thành ra mới được ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị nha. Làm công dân tốt, làm người tốt, làm công dân tốt là cái bổn phận của mình, chứ không có gì mà phải khoe khoang kiêu ngạo cả. Phải làm, đó là việc phải làm ha. Hồi đó giờ mình có học rồi, mình nói gì trung quân ái quốc hả? Thấy không? Hiếu thuận cha mẹ, thương mến đồng bào. Cảm ơn ha, cảm ơn quý vị làm đại biểu tốt cho sư phụ. Cảm ơn. Như vậy mới đúng là đồng chí, tôi cũng là đồng chí, bác Hải mà, bác Hải đồng chí. Ok. Bác Hải cộng sản số 1 chứ, phải không? Không phải số 2 chứ, sau bác Hồ. Nhưng mà tại Hải lớn hơn thành bác Hồ. Phải không, bác Hải? Hải là cộng sản phải không? Bác Hải có tiền, có bạc gì, có tài sản gì chia cho mọi người. Như vậy đúng là cộng sản chứ còn gì nữa, phải không? Cộng sản cũng chủ trương bình đẳng phải không? Không phải tôn vinh người nào, nịnh hót người nào, không có chà đạp người nào, tại vì người ta cái địa vị khác nhau hoặc là sự giàu có, tài sản khác nhau mà đối đãi không bình đẳng. Bác Hải đối đãi mọi người bình đẳng mà phải không? Có không? Rồi, em cảm ơn. Làm chứng cho tôi hả? Sư phụ cộng sản số 2 á. Bác Hải cộng sản thứ hai á. Ok. Bây giờ thì không phải mình nói không người ta nghe theo, mình phải làm chứ. Vì là mình có cái tâm ở bên trong á, tâm chân thành á, thì ai người ta cũng hiểu á, khỏi cần nói người ta cũng biết. Cũng như hữu xạ tự nhiên hương mà Việt Nam mình nói vậy đó, phải không? Nên có cái hương ở trong hoa tự nhiên phát ra, không cần phải nói năng gì cả. Cũng như mặt trời có ánh sáng tự nhiên nó chói sáng mọi nơi, ai cũng được lợi ích. Lâu quá không nói tiếng Việt, hơi ngẹn ngẹn. Với lại bận cái áo này nó làm cái cổ mình nó ngẹn ngẹn à. Mấy người cái này là áo Việt Nam kiểu tàu, hiểu không? Kiểu Đài Loan. Sư phụ bận có một lần áo kiểu mà cao cao vậy, bây giờ nó làm cái nào cũng cao cao, muốn quay bên đây cũng hơi khó này. Chỉ dòm thẳng mình trước thôi. Nó sợ bác Hải già rồi đó. Cái cầm nó xệ xuống, nó che lại hoặc là nó ủng hộ lên. Thành ra nó may cái cổ áo gì mà cao quá trời. Hồi đó tôi còn trẻ thì cái cổ nó cao hơn, nó ôm ôm, hiểu không? Thon thon. Bây giờ tôi già rồi, cái cổ nó bự ra, rồi nó mà kiểu này. Quay đi quay lại, khó khăn không? Làm giống như là những người nào mà trật cổ người ta cho cái băng nó đeo, không? Nó kiểu nó làm sẵn luôn, rủi mà trật cổ thì khỏi cần phải mua. cứ đứng thẳng lên ngoài nói chuyện giống như người không có gì. Ok, yeah, please. Dạ. Đồng chí đứng vô chính giữa một chút, che cái hàng đằng sau đó. Rồi, ok.
Nên chút xíu. À, rồi rồi rồi, ok. Dạ, à, tiếp theo là một thể nghiệm của đồng tu đến từ Huế ạ. À, chào bác. À, chào bác, chào cô, chào chị, mình giỏi. Dạ, yeah. Ủa, cây bác hai người mà người nào là người nào vậy? Ai là ai vậy? Đâu? Rồi còn cô kia là làm cái gì? Cô kia là thể nghiệm là xong rồi. Xong rồi, xong rồi, cứ đừng hoài, tôi đâu có biết ai là ai đâu. Thôi mời bác về chơi xới nước. Chúc gặp lại. Rồi cô nói cô. Dạ. À, thể nghiệm của là năm 2018 khi con đến đạo tràng Tây Hồ thì vị thổ địa ở đó có chào con. Rồi khi con ngồi thiền, bỗng nhiên con thấy như là từ trên cao nhìn xuống tất cả các đồng tu đều có một cái ánh sáng vàng nhỏ rồi hòa thành một đóa sen hồng. Ngay hôm sau, sư phụ lại cho chúng con món quà. À, lần này con đến vùng đất mới thì cũng có hai vị thần ra chào con. Khi con thiền, con thấy hai cổng thiên đàng, một cổng hình ống và một cổng hình tháp to lớn vĩ đại. Thì lúc đó con hiểu rằng vị thần chào con chính là hai vị thần canh gác hai cái cổng thiên đàng này. Một lần thiền khác, con cũng thấy như từ trên cao nhìn xuống, tất cả đồng tu đều có ánh sáng vàng rực rỡ. Lần này không phải là đốm sáng vàng nhỏ nữa, mà là một cái khối thật là lớn. Con hiểu rằng sư phụ đã nâng chúng con lên. Chúng con xin cảm tạ sư phụ. Người nhà gọi cảm ơn. Không có chi. Còn gì nữa không cưng? Dạ, thể nghiệm cuối cùng à, của đồng tu đến từ Hoa Kỳ. Hỏi về ngồi nghỉ đi cô, cảm ơn nha. Tu hành giỏi, tu hành giỏi. Đến mà có thần ra chào là cũng ghê lắm á. Cũng gồng lắm á. Thôi chúc mừng ha.